Dũng xin chào cả nhà đã đến với clip tiếp theo của Dũng. Ngày hôm nay Dũng sẽ làm một món đậu hũ hấp trứng nước sốt kẹp rau răm nha cả nhà. Ăn kèm với lợ nước, cái đây là gọi là mắm tôm. Mắm tôm thì ở quê Dũng mà muối rất là đỏ luôn. Trước khi mà làm nước sốt đó thì Dũng có chuẩn bị một ít ớt và sả. Ớt với sả thì cả nhà phải băm thật là nhuyễn, với lại cho nhiều ớt vô ăn nó mới ngon nha. Dụng cụ để hấp á, thì Dũng đã chuẩn bị một cái sửng. Cái sửng đây thường thường để hấp bánh ít đồ cả nhà. Bây giờ điều đầu tiên Dũng sẽ làm cái nước sốt nha. Sả ớt mình bỏ vào luôn. Mình nêm một ít gia vị, bỏ một ít đường, một ít muối, và một ít bột ngọt cho nó dịu nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ đảo lên. Trong cái thời gian mà chờ đợi cả nhà, mình sẽ cắt cái đậu khúc ra nha. Mình cắt xung quanh là gì nè. Mình cắt cũng không được đẹp á, có gì cả nhà thông cảm nha. Đó, lát nữa mình hấp và mình kẹp rau răm và rưới cái nước sốt đó lên. Chắc là cái miếng đầu nó hơi xấu, để mình test lại cái miếng thứ hai. Vương đó giờ thử cái món này là bao giờ chưa? Chưa ông bạn à. Hôm nay mình nghĩ cái này ăn ổn không bạn? Ngon á, do mình có thấy mấy cô chú đó làm trên mạng á, thấy ăn ngon cả nhà. Cái lần đầu tiên mình cũng thưởng thức luôn, không biết nó như thế nào. Thì mình mong sẽ một món ngon. Thì tại vì mấy bữa giờ mình cũng đặt lòng tin về cho bạn Dũng rất là nhiều ở cả nhà. Thì món nào cũng rất là ngon, nhưng mà mình thấy cái món đậu hũ này á nó hơi bất ổn các bạn. Không sao đâu, hơi bị ngon đó Vương. Thì Vương nữa thì có gì Vương sẽ thưởng thức thử và review cái món đậu hũ của bạn Dũng như thế nào luôn ha. Cái nồi gia vị này nó cũng sôi rồi cả nhà. Mình để thêm một tí nữa nó sẽ thơm hơn. Là lúc đó mình nhắc xuống là được. Bây giờ mình sẽ làm một tô mắm tôm nha. Khá là thơm luôn cả nhà thấy nè. Nó rất là đỏ luôn nha. Cái này nó hơi nhiều á nên mình bỏ nửa chai ra nha cả nhà. Như đây là được. Một ít đường. Do mắm nó mặn á nên mình bỏ đường hơi nhiều tí nha cả nhà. Mình nặn một ít tắc vô nữa. Cái sả nó cũng thơm rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha, để tiến hành hấp cái đậu hũ đây. Wow, hơi nóng nha. Mình đổ vô trong đây khoảng một ít nước để giữ hơi cả nhà. Khi mà nước nó sôi lên mà nó bốc hơi lên, nó làm cái đậu hũ của mình chín đi.
Thì nãy giờ mình cũng chuẩn bị xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho một ít mắm tôm. Mắm tôm này cực kỳ là thơm luôn. Nãy mình dùng một miếng đậu hũ. Mình sẽ rứa một ít gia vị vào trên đây. Dài cọng rau răm. Mình kẹp gì này cả nhà. Mời cả nhà nha. Wow. Ngon cả nhà. Cứ như xả với ớt đó, thơm. Rau răm cộng như rồi cái chén mắm tôm nữa, nó hòa lại với nhau ăn ngon cả nhà. Đây, mời cả nhà. Tắc á thì nó chua chua. Món này công nhận nó lạ lạ mà ăn ngon đấy nha. Vương xin chào cả nhà nha. Thì Vương cũng đã trở lại mà thấy bạn Dũng làm một miếng mình thấy sao hả? Thấy ngon, ngon lắm Vương. Vương thử đây. Đây. Nhất là cái mắm tôm này. Wow. Đó. Bỏ cái đây nhiều nhiều vô này Vương. Ăn mới ngon. Thấy là cái nồi xả này là hấp dẫn này cả nhà. Cộng thêm cái miếng đậu hũ mình mới vừa lấy ra, nó còn nóng nóng hầm hầm á. Nóng hổ luôn. Cực kỳ là ngon luôn. Wow, cây rau răm này. Mấy cộng này thì mình để tên á, nãy giờ nó hơi hiếu tí. Rồi. Bạn ăn đi. Quân xin mời cả nhà luôn nha. Wow. Cái đây mình phải cho nhiều lên này cả nhà. Thấy sao? Ngon. Ngon. Ngon mà. Công nhận cái món lạ lạ mà ngon cả nhà. Nặng thêm một ít tắc nữa mới ngon hơn nữa Vương. Nó rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Ngon. Tại sao mà cái đậu hũ mà kèm vừa dưới mắm tôm á, sao nó ngon dữ ta? Cứ như ăn nó hợp hợp nhau cả nhà. Wow. Khá là hấp dẫn luôn cả nhà. Thì chắc Vương không khách sáo nữa, Vương sẽ làm thêm một miếng nữa đi. Bỏ cái đó nhiều nhiều ăn mới ngon Vương. Cái này nhiều ăn ngon nè. Đây nè cả nhà. Mình bỏ xả nè. Nghe lời bạn Dũng nặng thêm mớ tắc nữa, nhưng mà mình bỏ rau răm vô trước đây. Cái này là mình bỏ rau răm vô trước. Đây nặng thêm một tí tắc này nè. Tắc này. Kẹp lại nè. Quết một chén mắm tôm nữa. Tôm nữa. Wow. Quân xin mời cả nhà nha. Công nhận cái món này đã được cả nhà. Tuy nó là lạ mà nó ngon lắm. Không, cái món này ăn chay, mấy người ăn chay ngon á. Quên. Có mắm tôm. Quên. Mình hưởng là đậu hũ á, là ăn chay. Đúng là đậu hũ ăn chay, nhưng mà quên là cái mắm tôm này cả nhà. Mắm tôm. Đúng rồi. Nếu mà mình làm xả ớt ăn cũng rất là ngon nha. Thì cái này á, là mùi vị xả ớt này. Là Dũng cũng nêm nó hơi mặn mặn tí xíu. Ăn là rất là thơm, thơm mùi vị xả. Nhưng mà cái chấm vô cái mắm tôm nữa là mùi này nó mùi kia nữa, nó cộng hòa lại với nhau. Wow. Nó làm vị ngon ha. Cái đây cái nhà không ăn mắm tôm mà cái nhà thay vào ăn muối tiêu cũng ngon đó. Muối tiêu không bạn? Muối tiêu á. Nhưng mà mắm tôm mình thấy ăn ngon hơn. Nên quyết định làm mắm mình tôm. Chỉ làm mắm tôm. Wow. Hấp dẫn quá bạn không? Cái này làm là phải cho nhiều ớt vô.
ăn không, nó cay không, mình hít à, nó rất là đã lắm cả nhà. Không, cái này mình như mình nghĩ là cho rau răm nhiều vô bạn ạ. Ừ. Muốn tắt nữa. Ừ. Cái tắt đó nó thơm thơm. Gì vậy? Nó hằng rồi nó. Vậy hả? Coi tắt nó chua chua, nó thơm thơm á. Thôi Vương xin mời cả nhà nha. Ăn này ăn một miếng mà muốn ăn miếng hai bạn không à. Wow. Đúng như là Vương nói, bỏ rau răm nhiều vô. Rau răm nhiều vô ăn cái mùi vị nó thơm thơm không? Của rau răm không? Nó rất là đã luôn. Cay là cay cái xả ớt, mùi là mùi mắm tôm, thơm là thơm vị rau răm. Cây cây mình rất hà đã đi chứ. Dùng bước. Em biết cái này thiếu gì không? Thiếu gì? Cà nước đá. À, y luôn á. Cái này mình ăn cay nha. Mình ăn cay xong á, ăn xong rồi mình vút một cà nước đá thôi. Đã. Nhức nách luôn. Bây giờ mình ăn xong rồi mình nhảy xuống mương. Mương Nhật hả? Mình uống nước mương. Vương nói giỡn thôi nha, Vương không biết bơi. Wow. Khá là hấp dẫn luôn. Wow. Cái món này bạn học ở đâu ra hay à? Thấy mấy cái cô chú ấy làm á, mình biết trước làm theo. Khá là hấp dẫn. Nói chung là lâu lâu bạn Dũng á là gọi là một cái đột biến và làm những cái món đặc và lạ và ngon nha cả nhà nha. Khá hấp dẫn luôn. Ngào về đồng này nữa. Ừ. Gió không khí mát mát nữa. Đúng rồi. Đậu hũ nóng á. Ăn rất là đã luôn. Cả nhà phải hấp hấp liền, ăn liền nó mới ngon. Ừ. Nó còn hầm hầm á. Ăn ngon á. Không, cái này mình nghĩ cái món ăn này nè, bạn biết sao không? Có thể là giải cảm được. Cay không? Ừ. Đúng rồi luôn á. Cay mà chuẩn bị nước mắt nước mũi ra luôn á. Vương, Vương nói chuyện mà Vương quên này. Tính múc mắm tôm đổ vô luôn. Không mà mình nghĩ, nếu mà mấy mắm tôm mình đổ lên sao ra? Cũng giống như quét thôi đúng không? Ừ, như quét hả? Nhưng mà mình quét lên gì thì nó mình ăn tới đâu mình chấm tới đó thì nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ ngon hơn. Cái tiếng gia vị đây mình vớt nhiều nào ăn ngon đấy. Wow. Không chúng cầm bình nước đá cả thèm luôn á. Nãy anh em mình vơ đi. Ừ. Bữa khác mình làm ca nước đá nữa. Ngon thôi. Ừ, y luôn á. Không, mình ăn cay á, uống nước ngọt nó không đã bằng uống nước đá. Đúng rồi. Với lại mình mà làm mệt mệt á, mình uống nước đá nó đã hơn là uống nước ngọt. Nước ngọt mình uống nó hấp cổ á. Đúng rồi. Chủ yếu là mình ăn những cái mà món ăn không tiêu á, thì uống nước ngọt thì nó có ga, thì nó sẽ tiêu hóa cho mình, nó đỡ mấy mươi phần trăm thì nó sẽ ok. Nhưng mà ăn bây giờ vấn đề cay á, mà uống nước ngọt nó không đã. Cay là một là nước đá, hai nữa là trà sữa. Quất một hào vô, wow. Là ghiền luôn không bạn không? Ừ. Đã luôn á.
Hình như Quân ăn hao mắm quá. Mắm tôm đây của bà cô mắm muối. Vậy không? Ừ. Là mình làm luôn không bạn? Ừ, làm á. Mà đóng vô chai á. Hay là không, mắm tôm này ngon. Không bỏ cái hóa chất gì mà nó đỏ không? Ừ. Nhà mình làm mà không bao giờ mà bỏ hóa chất vô. Mình phải bảo đảm sức khỏe cho người dùng và cả nhà mình luôn cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà. Ngon bạn không? Ừ. Ruộng thì còn tầm khoảng 2 tháng là gặt rồi cả nhà. Ừ. Cái nó còn nhỏ mà bạn. Ừ, 2 tháng đó là gặt rồi. Khi mà tổ lên cái phải cầu cho nắng, nếu mà không nắng là sẽ thiệt hại mùa màng rồi cả nhà. Bữa giờ ốc bu nhiều lắm, nhưng mà các người nông dân á, một là xịt thuốc, hai là rải phân rải thuốc thuốc ốc á cả nhà, cho nó chết bớt cho để nó liếm lúa hao mùa màng mình luôn á Quân. Cũng mình đi bắt chứ. Ừ, bắt không? Bắt không hết không? Không hết luôn. Ừ. Mà ở quê mình á, ốc bô nhiều nha. Mà rất để thành ít có cao, nhưng mà xuống mà mấy cái quán dưới biển á. Dưới biển á. Đúng rồi. Giá thành ốc bù cao lắm cả nhà. Dù chỗ mình thì ốc bô vàng không à, không có ốc bô đen. Bu á là nó ăn rất là ngon luôn, nhưng mà cái mắm gừng không bạn. Ừ. Mắm gừng mà làm mà sọt sọt đó nha. Wow, cắm vô vớt gừng sọt y như mắm tôm như này cả nhà, vớt là đã luôn. Wow, Vũ xin mời cả nhà luôn. Đây còn một tay tắt nữa này Vương. Xô mũi luôn á, cay quá. Mình ít dùng tắt luôn á bạn. Có tắt vô nhiều vô ăn mới ngon nha, nó chua chua nó ngon. Tại mình thấy mắm tôm á, nó vừa chua chua rồi có sẵn rồi. Hồi nãy mình cũng nặn vô một ít á. Nãy là mình thưởng làm nhiều lắm, là mình ăn không hết đâu. Nhưng thực chất là ngon quá, mấy anh em mình xơi còn 3 miếng này cả nhà. Nhưng mà cái nồi xả này cũng hết luôn các bạn. Do nãy, mà hồi nãy cũng nhiều chứ, nhưng mà mấy anh em mình dít hay bị nặng lốt tay á. Lốt tay mà hết cái nồi xả luôn này. Ở chỗ Vương có hay nuôi yến không Vương? Có. Nhà Vương thì cũng xung quanh nhà nuôi Vương á, có mấy căn nhà yến luôn. Đa số sao bữa nay các người ở phương xa tới là đầu tư nuôi yến nhiều lắm cả nhà. Lâu rồi. Cái này cũng chắc cũng cả năm mấy rồi, 2 năm nhà. Không biết ở đâu á. Tới mua đất rồi xong rồi xây lên mấy cái căn nhà yến. Đa số mua đất ruộng không cả nhà. Ui xin mời cả nhà. Nói chung là bữa nay ăn cái món này ngon quá, không nói lên lời luôn á. Đúng hả luôn. Ừ.
Bữa nào mấy anh em mình sẽ đi câu cá, trải nghiệm câu cá và lên đây nướng cho cả nhà xem. Ở bãi bầu á, cá là trai á, mình nghĩ chắc giờ này cũng còn á. Cá luôn. Ừ. Trời đó nhiều lắm. Ừ. Đó mình nói thiệt nha, thả xuống giật đâu. Được không? Ừ, cá phi rồi cá trê rồi bãi bầu rất là nhiều luôn. Hồi đó mình còn nhỏ, kéo cần lên là đào mấy con dung á, con trùng á, móc vô, kéo lên rồi. Mà bữa nay cũng bớt không mà. Bớt hơn 70% luôn á Vương. Trời đó nhiều lắm. Cái đó mình câu lên, mình nướng vô rơm. Ăn cực kỳ ngon. Cái đó là ăn ngon. Cái cá nha, nướng rồi nha, rơm. Một chén mỡ hành. Ừ. Một rau sống. Bên tráng cuốn mà. Cuốn, chấm luôn. Wow. Bữa nào anh em mình phải trải nghiệm như vậy. Cay quá mà mấy anh em mình sổ mũi luôn á. Chạy cảm luôn cả nhà. À, cái tô gia vị là hết rồi. Chắc là mấy anh em mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye cả nhà.